Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh những thí sinh có ngoại hình nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Nguyễn Lê Ngọc Thảo thuộc nhóm thí sinh có đôi chân dài nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1m79 nhưng đôi chân chiếm tới 1m11, cùng với số đo 3 vòng là 83, 60, 93. Cô cho biết cô tự tin mình có ngoại hình nổi bật. Ngọc Thảo đang học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Song song công việc, cô làm người mẫu catwalk, tham gia đóng TVC. Tôi luôn ưu tiên việc học, nên khi nhận show sẽ kiểm tra có trùng lịch học hay không. Nếu trùng tôi sẽ từ chối. Phương châm của tôi là không tham công tiếc việc mà bỏ bê con đường học hành. Thí sinh hiện cao nhất cuộc thi là Đoàn Tường Linh sinh năm 2000 với chiều cao 1m77. Cô cho biết tôi hài lòng nhất với chiều cao. Ngoài ra gương mặt của tôi cũng được bạn bè nhận xét là dễ nhìn và có vài nét đặc biệt. Tường Linh chăm chỉ phơi nắng cho da nâu hơn. Cô theo đuổi phong cách nóng bỏng và khỏe khoắn. Bên cạnh nhan sắc, cô quan niệm rằng vẻ đẹp tâm hồn cũng không kém phần quan trọng. Tôi đang trong quá trình trau dồi kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm để sẵn sàng bước vào các vòng thi sắp tới. Lê Thanh Ngọc Quyên sinh năm 1994 đến từ Đà Nẵng. Bên cạnh gương mặt góc cạnh cá tính, cô còn sở hữu vòng eo 56 đầy ấn tượng. Để vóc dáng thon gọn, cô không ngừng luyện tập và ăn uống, hạn chế đường, tinh bột. Cô kể bản thân là người thích xê dịch, không chịu ngồi yên. Ngọc Quyên thích mặc crop top, quần ôm để tôn lợi thế vòng eo. Cô từng tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có kinh nghiệm chụp ảnh, diễn catwalk. Ngọc Quyên chia sẻ về quyết định thi nhan sắc rằng, ai cũng cần trải qua thử thách để thay đổi toàn diện. Quyên có cá tính khá mạnh nên tham gia Hoa hậu Việt Nam sẽ là trải nghiệm thú vị. Đồng thời Quyên muốn tìm hiểu, bứt phá và khai thác những điều mới mẻ hơn của bản thân. 59cm là số đo vòng 2 của Nguyễn Ngọc Thanh Ngân. Ngoại hình nổi trội giúp cô tự tin diện trang phục ôm sát. Cô hiện theo học ngành ngôn ngữ học tại Đại học Văn Hiến. Cô rèn luyện sức khỏe bằng môn karate trong suốt 4 năm qua. Lâm Hà Thủy Tiên và Phạm Thùy Dương có cùng số đo vòng eo 59. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thu hút các cô gái thuộc thế hệ cuối 9X đầu 10X đăng ký dự thi. Ngoài các gương mặt mới, nhiều cái tên quen thuộc cũng trở lại thử sức ở đấu trường năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.